Xin chào cả nhà đã trở lại với clip tiếp theo. Và bây giờ thì chúng mình sẽ sẵn sàng để lên núi mọi người nhá. Bây giờ là mấy giờ sáng nhỉ anh em nhỉ? 6 giờ sáng anh ạ. 6 giờ sáng mọi người. Anh em mình chuẩn bị lên núi solo hip hop với giai bạn. Chúng mình mới ngủ dậy xong và thật sự thì á, lúc này là cái mood bắt đầu lên dần đây. Và anh em hành trang đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Lên núi này sẽ có những cái bạn nhỏ sẽ gặp gỡ chúng mình, giao lưu cùng chúng mình. Và anh có một nhiệm vụ cho giải đấu lần này, đó là Văn Anh mới trở lại đúng không? Thì anh rất là mong muốn là Văn Anh sẽ có một cái phần tập luyện đi. Hôm nay Văn Anh với cả Việt Anh sẽ tập luyện để có thể là biểu diễn ngày mai. Lúc mà mình khai mạc giải đấu đi thì hai bạn biểu diễn cho các em nhỏ cùng xem thì rất là hay, đồng ý không? Đồng ý anh ạ. Ok. Đồng ý không? Em thì lúc nào cũng đồng ý. Ok, là đồng ý. Ok, và chúng mình Huỳnh thì sao? Cảm giác buổi sáng là sao? Em thấy hơi mệt nhưng mà lên đấy em cảm thấy vui. Ok, thì tí nữa là quẩy hết mình nhá. Nhà thì sao? Em nói chung là em cũng sẵn sàng, em sẵn sàng lên đi bắt vợ rồi. Ấy trời ơi. Nhật chỉ thế là nhanh. Chỉ thế là nhanh mọi người ạ. Thôi, bây giờ thì đây mọi người có thể thấy là những cái món đồ mà hôm trước chúng mình mua thì đều đã để trên xe rồi. Và bây giờ thì anh em sẵn sàng chuẩn bị lên đường thôi. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cho tất cả hành trang lên nhé mọi người nhá. Nào còn những hành trang gì nào? Ok luôn. Mọi người ơi, hiện tại chúng mình đang trên đường tới Tuyên Quang. Yes. Hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là vui khi chuẩn bị được gặp các bạn nhỏ tại Tuyên Quang. Các anh có cảm thấy vui không? Em có ạ. Vinh, mình cảm thấy rất là vui vui. Mình cảm thấy rất là phấn chấn, phấn khởi con người đầu xuân năm mới. À thế ạ. Và 2 tiếng nữa chúng mình sẽ tới Tuyên Quang. Mọi người hãy đón chờ nhá. Và khi mà anh em tới Tuyên Quang thì phải cần sự an toàn và chắc chắn là tài xế là sự ưu tiên của chúng ta. Một tràng vỗ tay nào. Wow. Tuyệt vời. Cố gắng là trên đường không để anh em làm sao anh nhé. Mình rất là hân hoan hồ hởi ý hai ý hưởng để đưa các cuốn siêu phàm này lên đến Tuyên Quang. Tuyệt vời anh ơi. Hello anh em, và chúng mình đang trên đường đến với Tuyên Quang, nơi sẽ diễn ra giải đấu bóng đá cuốn siêu phàm lần này của chúng mình. Giải bóng đá lần đầu tiên được tổ chức trên vùng cao mọi người nhé. Và chắc chắn rồi, địa bàn tổ chức đó sẽ là huyện Chiêm Hóa và lứa tuổi sẽ là các bạn học sinh tiểu học. Chúng mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều trong thời gian qua để nghĩ sao làm có một cái giải bóng đá gì đấy nó thật sự là thú vị trong cái chương trình trận tiếp bóng đá lần của cả team. Và xe bên kia rất là vui đúng không? Còn xe mình thì có mình và bạn Đại nữa. Và chúng mình sẽ làm một cái giải đấu thật sự là thú vị này. Chúng mình mong muốn là sẽ giúp cho các bạn nhỏ có một cái tinh thần thể dục thể thao thật là mãnh liệt hơn nữa này, vận động mỗi ngày này. Và chắc chắn rồi, về chuyến đi này chúng mình sẽ có một người bạn vô cùng đặc biệt đồng hành cùng chúng mình, đó chính là sữa Cun. Chắc chắn rồi. Cùng Cun vận động mỗi ngày, cùng Cun đi muôn nơi và cùng Cun làm những cái điều ý nghĩa nhất về bóng đá, thì chắc chắn là các bạn cùng chờ đợi cái hành trình của chúng mình lần này xem là giải bóng đá chúng mình sẽ làm ra sao nhá. Hẹn gặp các bạn tại Tuyên Quang. A few moments later. Trong lúc cả team đang nghỉ ngơi thì Phúc có mặt ở đây để có thể là anh em nhìn xem. Đây là cái sân đấu mà các bạn nhỏ sẽ đá nhá. Và đây là giải bóng đá cuốn siêu phàm lần đầu tiên được tổ chức tại vùng cao. Wow. Để ngày mai sẽ có một giải đấu thật sự hay cho các bạn nhỏ. Mọi người cùng chờ xem nhá. Cùng lên nào. Ok mọi người ơi, và phía bên kia chính là sân thi đấu của chúng mình. Anh em thì vừa mới ngủ một giấc xong, tỉnh táo hết chưa mọi người? Tỉnh rồi ạ. Em biết không, nãy giờ là anh phải ra sân, anh bắt đầu chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Bọn em ngủ thật là sung sướng quá đi ạ. Ê, anh mới là anh của em nhá. Ok, bây giờ sang đường mọi người nhé, đi nào mọi người ơi. Đây. Ê. Vì anh hình như đằng xa các bạn nhỏ đã nhìn thấy anh em thấy sao, anh thấy cầm giấy rồi kìa. Biết rồi, nãy anh bảo anh ra anh chuẩn bị cho các bạn biết anh rồi. Không, ở đây là nãy anh em mình cũng đã trăng rất là nhiều các cái backdrop, các cái bảng biểu của anh em mình ở đây, nên là anh nghĩ là tí nữa sẽ rất là vui đấy. Hello game, yeah, ok, rồi, ok, hello, buổi. Các bạn nhỏ ơi, các bạn sẵn sàng chưa? Có thi đấu không? Ngày mai có thi đấu không? Có. Mọi người đây là sân đấu thi đấu của chúng mình nhá. Và bây giờ chúng mình rất là mong muốn là sẽ làm sao mà có một cái sân thi đấu thật là đẹp. Anh thấy là ở đây đang có là hơi nhiều rác này. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình có thể là cùng nhau nhặt rác được không? Để cho cái sân đấu ngày mai sẽ đẹp được không? Ok không? Nhưng mà bây giờ trước khi nhặt rác đi, anh sẽ có một cái thử thách này cho mọi người. Anh em sút penalty không? Bây giờ ai mà sút vào lưới mới nhận được á, anh tặng ngay một hộp sữa. Chơi không? Chơi. Nhưng mà ai mà sút không vào thì nhặt rác với anh Phúc được không? Ok không? Được. Ok.
nhớ nhá. 1, 2, 3 yeah. Ok rồi. Bây giờ ai mà xuất bài lớn minh nhật, anh tặng ngay một hộp sữa cun sô cô la lúa mạch luôn. Ok rồi. Nào bạn nào xuất đầu tiên nào. Rồi bạn áo trắng xuất đầu tiên nha, em tên là gì? Em tên là Đại. Ok, cố gắng có tự tin xuất vào lưới anh Minh Nhật không? Cố gắng nhận sữa nhá. Vâng. Ok, và đây là lượt sút của bé Đại. Sút đi em. Đại. Không vào. Quay. Cố gắng sút lưới Minh Nhật nhá. Ok, và đây là bạn thứ hai. Sút đi em ơi. Minh Nhật ơi, bạn phải cố lên, không để cho em nào sút vào lưới bạn. Không được nhà. Được chưa? Rồi rồi. Em sút vào rồi đấy, ra nhận sữa đi. Nhưng mà anh bảo này nhưng mà em có đi nhặt rác của bọn anh được không? Không, có. Có được không? Có. Ok, được. Bạn này tự nguyện ra, quá tuyệt vời. 10 điểm. Uống luôn. Đây. Rồi, chúc mừng em nhá. Đây là bạn thứ 3. Không vào. Minh Nhật vẫn dẫn hay. Rồi, vậy là 3 bạn nhặt rác rồi. Rồi, xuống đi. Áo số 31 bảo an vào. Cái màu sữa cùng xung là lúa mạch nhá. Sướng nha. Nào làm vào hơi nè. Đạt năng lượng ngay. Đấy, trời ơi. Rồi. Nhớ là giữ rác lại nhá. Để tí nữa mình còn đi nhặt rác không được tắc vừa bãi nha. Ngon đâu em. Quả đáng yêu luôn. Bạn này rất đáng yêu, cute luôn. Tuyệt vời nhá. Rồi, bạn tiếp theo. Wow. Minh Nhật quán là xả luôn anh em ơi. Bao tiền rồi bạn ơi? Bẩn lắm. Trái luôn. Không vào. Trời ơi, bóng lăn trên vạch gôn. Nhưng mà vẫn không thể thành công. Minh Nhật quá xuất sắc. Cảm ơn Minh Nhật vì chúng ta đã có một team giác đông đảo như này. Cố lên em. Chàng trai lớp 6 lấy sữa không? Không lấy được sữa Minh Nhật rồi. Ây à, em mấy tuổi? Lớp 6. Cũng lớp 6 luôn. Bạn này cao phết nhỉ? Bạn này cao ấy. Bạn này cao to là hay này. Nát. Có đá hay không? À. Liệu có chiến thắng được anh Minh Nhật hay không đây? Nào, hết mình nhá. Nát. Wow. Tuyệt vời, nhận sữa đi em. Wow, chàng trai đến từ câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain mọi người ạ. Liệu có sút tung lưới nhật không? Em tin không? Em chắc là có ạ. À, em chắc là có luôn. Rồi. Đi đấy bảo ơi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Cậu bé này là fan Man Xanh đúng không em? Dạ. Anh là fan MU đấy. Ai fan MU không? Ai fan MU giơ tay. Em. Ấy à, được. Toàn anh em nhà mình được. Em mê cầu thủ nào nhất? Dạ, em mê Erling Haaland. Erling Haaland đúng không? Anh gặp Haaland rồi đấy, biết không? Em biết. Ừ, em biết anh hay không? À, anh thủ môn. Em sút vào được không? Em sút được. À, sút được. Ok em. Nắp. Ôi, tiếc quá. Sao, thế sao? Dạ. Tiếc không? Tiếc ạ. Tiếc nhỉ? Dạ. Tớ nhặt rác với anh nhá. Dạ. Tớ nhặt rác với anh. Yeah! Hạnh phúc quá mọi người ạ. Chúng ta kiếm đâu ra được một cái team cun siêu phàm nhặt rác như thế này. Tuyệt vời như thế này đúng không? Các bạn nhỏ Tuyên Quang phải nói là quá tuyệt vời ấy. Anh cảm ơn các em nhá. Chúng ta sẽ làm một cái sân bóng rất là đẹp cho các bạn nhỏ ngày mai thi đấu nhá. Giỏi quá các em ơi. Xuất sắc nha. Bạn nào cũng rất xuất sắc. Rồi. Anh xin nhá. Anh xin nhá, các chiến sĩ, các chiến binh cun siêu phàm. Lần đầu tiên em nhặt rác mà em thấy vui như này. Ok, thành cái nào. Trời, hay quá. Yêu thế nhỉ? Yêu lắm. Tuyệt vời lắm các em ơi. Các chiến binh nhỏ của chúng ta ngày hôm nay cùng nhau nhặt sập rác, làm sạch sân bóng nhá. Ok. Trời ơi. Ngày mai chúng mình sẽ có một sân bóng rất là sạch sẽ, thật là đẹp đúng không? Để cùng nhau thi đấu này thì thực sự là quá tuyệt vời. Cố gắng là hai chỗ này sạch sẽ anh em mọi người nhá, tại vì chỗ này thủ môn bắt gôn này sẽ rất là dễ chấn thương, nếu mà mình nhặt được hết rác cho bạn ấy thì bạn sẽ bắt gôn sẽ đỡ đau nhá. Quản các chiến binh tuyệt vời của Tuyên Quang nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Mọi người thấy Văn Anh trở lại có vui không? Có.
Ngày mai chúng mình sẽ làm khai mạc giải bóng đá Phun Siêu Phàm tại sân vận động huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang luôn. Và lúc này thì đây, mọi người đang cùng nhau là sẽ đóng khung xuống để tạo cái bảng ở đây mọi người nhá. Và đây sẽ là một cái giải đấu nhi đồng đầu tiên ở trên một cái vùng núi cao như này. Những quả núi ở ngay phía sau kia, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi là ngày mai các bạn nhỏ dân tộc sẽ có mặt ở đây để chúng ta thi đấu với nhau nhá. Như vậy là chúng mình đã dọn xong một sân bên kia và bây giờ sẽ dọn sân bên này nhá. Các chiến binh chúng ta phải nói là quá nhiệt tình luôn. Thật sự là hôm nay nếu mà không có các em ở đây thì anh không biết phải làm thế nào luôn. Chàng trai nào rất tuyệt vời. Quả là những chiến binh Phun Siêu Phàm tuyệt vời tại Tuyên Quang ngày hôm nay. Đây chính là cùng Cun bảo vệ môi trường đây mọi người ạ. Cùng Cun làm việc tốt mỗi ngày đây chứ còn gì nữa, đúng không? Hay quá các em ơi. Cùng Cun bảo vệ môi trường. Yeah! Và đây anh em ơi, chúng mình đã dọn xong rác ở sân bóng mọi người nhé. Và ngày mai thôi sẽ là phần khai mạc, sẽ là những trận đấu bóng đá cực kỳ hay cho các bạn nhỏ tại Tuyên Quang. Ngày mai đã rất hay, đồng ý không em? Tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu. 1, 2, 3. Yes. Ok mọi người ơi, Khá Bảnh Nhí đã trở lại rồi. Đây, đăng ký cho các bạn nhỏ. Anh Huynh ơi, cho em xin chữ ký với. Có một chút sự cố mọi người ạ. Sau khi khảo sát thì có góc sân ở bên kia, có một góc sân nó bị lõm ấy. Và nếu mà đá như thế sẽ khá là nguy hiểm cho các bạn nhỏ, nên chúng mình quyết định sẽ kể lại một cái sân khác ở góc bên này. Lúc này thì Việt Anh này, Trung Dương và mọi người đang đo cọc để có thể kể lại sân mọi người nhá. Không có gì khó cả. Với những anh em của team Cun Siêu Phàm chúng mình, chuyện gì khó có team Cun Siêu Phàm lo mọi người nhá. Công đoạn chúng mình sẽ kẻ sân mọi người nhá. Vừa xong thì Văn Anh đã mang về được một bao rất là nhiều vôi ở đây mọi người ạ. Đang quay, cố lên Việt Anh ơi. Cố lên, quay xong rồi là thôi. Nào. Rồi, Văn hay đánh rồi đấy. Thôi rồi, đổi ca cho Minh Nhật. Thôi, quay đấy, chàng trai của những video đấy. Rồi, đây. Đây là người làm thật việc thật nhá. Người làm việc thật đây. Nhưng mà mọi người, cái này cực kỳ đau lưng luôn đấy. Nên là chúng ta cần có những cái cơ thể khỏe mạnh như là của Minh Nhật đây. Bóc thêm ra để cho nó nhanh hơn. Thì nó lại hết nhanh hơn. Không sao. Nên là hôm sau chúng ta cần những cái lực sĩ như là Minh Nhật ở đây. Đấy, ăn tập chuyên nghiệp để làm gì? Để ra kẻ sân như làm gì nữa. Đúng không em? Tay khỏe làm gì? Tay khỏe để làm gì? Để kẻ sân. Đây, bên này là Huỳnh mọi người ạ. Huỳnh thì có chuyên ngành xây dựng nữa. Nên là nói chung là đúng tổ luôn. Không phải là nhiều. Đúng không? Vào việc luôn. Và mỗi... thật sự là... mỗi lần làm cái chạy hè bóng đá, chạy tết bóng đá thì có Huỳnh thì mình thấy là rất yên tâm. Tại vì Huỳnh có thể làm rất nhiều thứ mọi người ạ. Khéo tay hay làm. Đấy. Khéo tay hay làm. Xứng đáng quay lại tem. Còn mình ở Việt Anh ấy là kiểu cái team mà hay... đứng... hay kiểu uống trà đá bốc phét ấy. Đúng rồi. Một miệng đỡ chân tay anh em ạ. Hoặc là một miệng đỡ chân tay. Một miệng đỡ hơn chân tay. Từ đâu anh em? Dạ. Tự nhiên đâu à? Tự nhiên là được một nửa rồi anh ạ. Sắp xong rồi anh ạ. Mong là ngày mai các bên bạn nhỏ kia sẽ... biết đường nào để em rắc không? Bên kia em không thấy. Bây giờ rất là tối rồi mọi người ạ. Và vì cái một cái lỗ rất là hổng, rất là to ở cái sân bên kia, nên là chúng mình quyết định là dù nhặt rác xong rồi nhưng quyết định là sẽ không đá sân đấy nữa và sẽ kẻ một cái sân mới. Cảm ơn anh rồi sao? Đây là lần đầu tiên em được làm những cái hoạt động ý nghĩa như này anh ạ. Đấy, và thấy rất là vui khi mà thấy được sự hồn nhiên của các bạn nhỏ ngày, bây giờ ấy. Sao em lại nhớ vậy? Đến em ngày xưa cũng hồn nhiên như thế. Đấy không ạ? Góc bên này là Minh Nhật nha mọi người nha. Hello mọi người. Ôi xáo á. Anh đang phải dùng flash để chiếu cho mọi người đây. Thực sự là bây giờ trời đang rất là tối. Em cũng không rõ là khoảng mấy giờ, nhưng mà áng chừng là khoảng 7 giờ tối mọi người. Tức là đến giờ ăn cơm rồi. Rất là đói, cũng hơi đói rồi. Nhưng mà mọi người vẫn đang rất là miệt mài làm. Và từ nãy giờ thực sự là chưa thấy ai kêu ca đói gì cả. Thực sự là rất là vui đúng không? Với cả anh Phúc nhá, thực sự nhá, là cái buổi ngày hôm nay này, trời rất là tối này, và cái việc rắc rắc này làm em nhớ đến một cái ký ức ui vui cực kỳ luôn. Đấy là cái đợt gì anh biết không, cái đợt mà làm chạy tết ấy à. Cái lúc làm sân bóng lửa anh nhớ không? Nhớ, anh nhớ. Nhưng mà cái hôm đấy là kiểu đào cuốc thì còn mệt hơn. Ừ, đây là mới rắc đấy, nhưng mà thực sự gợi nhớ lại rất là nhiều. Thực sự là kiểu hôm nay Phúc lặp lại nhá. phải vui như thế nữa, tại vì là sân bóng này bọn mình làm nó không mệt bằng đâu mọi người ạ. Công nhận nó sẽ không mệt bằng ngày hôm đấy. Hôm đấy công nhận là buổi tiếu rất là vui, và hôm nay là đang rất là hết mình. Yes. Yeah. Để kể một cái sân trong ban đêm này là không hề dễ chút nào mọi người ạ. Và tất cả anh em đều đang rất là nỗ lực. Đây. Thiếu. Nhật đỡ cùng Việt Anh xem nào.
nào. Sáng mai thì 7 rưỡi sẽ bắt đầu mọi người ạ. Và chúng mình sẽ phải nỗ lực hoàn thành cái sân bóng còn lại này. Ok anh em ơi, và bây giờ sẽ là cái phần quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay. Nạp năng lượng cho mọi người với những hộp sữa Cool Sô-cô-la lúa mạch nhá. Ok anh em. Đây, mọi người nạp năng lượng vào hộp đi. Cool hỗ trợ tăng chiều cao nhá anh em nhá. Và thật sự là chúng ta có một cái ngày mà rất tuyệt vời đây. Anh thấy là khi mà chúng ta lên đây này, bắt đầu anh em mình cùng nhau bắt penalty các bạn nhỏ đúng không? Siêu siêu vui này. Nhà thơ mai rất cừu khôi nhá, tuyệt vời luôn này. Sau đó thì là chúng ta ký tặng cho các bạn này, xong rồi nhặt rác cùng với nhau này. Tất cả đều rất là tuyệt vời và làm được một cái sân bóng rất là hay ở đây. Sau đó thì sân bên kia bị lõm và chúng mình đã quyết định cùng nhau là đổi một sân khác và kẻ thành một cái khu sân mới. Và tất cả xong anh em đi mua vôi này, xong rồi tất cả cùng nhau kẻ lại đo từng tí một thôi. Và bây giờ thì đã có hai sân bóng rồi. Và sáng ngày mai thôi sẽ là một cái giải bóng đá Cool siêu phàm của tất cả chúng mình, tất cả anh em chúng mình. Mọi người cùng chờ đợi ngày mai nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.